thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam vào sáng nay 30 tháng 7 tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đảm bảo thực hiện nhất quán các chính sách đã cam kết với nhà đầu tư, luôn quan tâm và coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và lâu dài tại Việt Nam. Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với 82 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai về hợp tác phát triển du lịch và lao động, đứng thứ ba về hợp tác thương mại đạt trên 86 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Samsung là nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất và cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 20 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động hiệu quả của Samsung thời gian qua đã có đóng góp quan trọng cho Việt Nam về doanh thu xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và đóng góp các loại thuế cho ngân sách. Lãnh đạo Samsung kiến nghị với chính phủ các vấn đề liên quan tới thuế tối thiểu toàn cầu, xử lý ưu đãi bổ sung và đó là chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài và ổn định nguồn điện để đơn vị không bị gián đoạn trong sản xuất. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, từ trước đến nay, chính phủ Việt Nam vẫn luôn đánh giá cao hoạt động đầu tư của tập đoàn Samsung tại Việt Nam bởi các dự án của tập đoàn có tiến độ giải ngân nhanh, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước, tạo việc làm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của Việt Nam. Đánh giá cao tập đoàn Samsung cùng với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua đã luôn tin tưởng sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam, vừa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước vận hành trở lại, không để gián đoạn sản xuất. Đặc biệt, Samsung là doanh nghiệp luôn đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, không chỉ trong cuộc chiến chống COVID-19 mà còn xuyên suốt trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm tăng trưởng, Việt Nam mong muốn tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao của Hàn Quốc, nhất là các doanh nghiệp hàng đầu như Samsung, trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và chip bán dẫn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ Việt Nam bảo đảm thực hiện nhất quán các chính sách đã cam kết với nhà đầu tư, luôn quan tâm, coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài tại Việt Nam. Về các kiến nghị của tập đoàn Samsung, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp không trái với quy định và cam kết quốc tế trên tinh thần hài hòa lợi ích các bên, khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu cũng như các nhà đầu tư mới, bảo đảm ứng xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Tinh thần chung của Chính phủ là yêu cầu các địa phương phải nghiêm túc thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã ký kết với các nhà đầu tư và các bộ ngành, phải hỗ trợ địa phương tìm phương án xử lý trong trường hợp có sự thay đổi về quy định của pháp luật. Về vấn đề cung ứng điện vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã có những động thái quyết liệt chấn chỉnh tình trạng cung ứng điện cũng như triển khai các dự án nguồn điện đã được cấp phép theo quy hoạch, chắc chắn sẽ không để tái diễn tình trạng cung cấp điện không ổn định như thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam mong muốn Samsung tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược, nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định CPTPP, EVFTA và RCEP đã có hiệu lực. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập đoàn Samsung tiếp tục đầu tư kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài, tiếp tục mở rộng và phát triển bền vững tại Việt Nam với quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.